Ngoài các kênh Zalo, Facebook, tôi xin giới thiệu đến các bạn một kênh khá thông dụng hiện nay mà các bạn có thể truy cập để tối ưu hóa công việc kinh doanh của mình, đó là kênh web cộng đồng. Ưu điểm của loại hình này thì các bạn có thể đăng tin miễn phí và đối tượng tiếp cận khá đa dạng. Các bạn có thể đăng tin ở những chuyên mục cụ thể và dễ dàng sao chép. Một trong những trang web cộng đồng nổi bật và phù hợp với Oriflame nhất hiện nay có thể kể đến là web trẻ thơ. Như các bạn có thể thấy, trang web này hiện nay đã lên đến gần 1,9 triệu thành viên với gần 100.000 bài viết phù hợp với đối tượng phụ nữ và các bà mẹ có con nhỏ. Trang web này có rất nhiều chuyên mục để bạn có thể đăng thông tin tuyển dụng và bán hàng như mục làm đẹp, kinh doanh, làm mẹ. Điều bạn cần làm rất đơn giản là đăng ký một tài khoản để đăng nhập và chọn chuyên mục thích hợp để đăng thông tin. Ngoài web trẻ thơ thì làm cha mẹ cũng là một trang web rất đông thành viên với những chuyên mục và cách thức đăng bài cũng gần giống với web trẻ thơ. Bên cạnh đó, những trang web rao vặt, bán hàng như 5 giây, rồng bay cũng giúp các bạn có thể đăng thông tin bán hàng và tuyển dụng. Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên những trang web tuyển dụng như Tìm Việc Nhanh để các bạn có thể tìm kiếm những ứng viên phù hợp với công việc của mình. Loại hình web cộng đồng này cũng còn một vài hạn chế. Tốc độ trả lời tương đối chậm, không có tính năng báo cáo khi có người tương tác, chỉ có báo cáo qua email và không có ứng dụng chuyên biệt cho điện thoại. Khi đăng tin trên những trang web này, các bạn nên hướng về phần chia sẻ hơn là chỉ đăng tin quảng cáo đơn thuần. Trên đây chúng tôi chỉ gợi ý cho các bạn những trang web thông dụng để các bạn tham khảo. Tùy vào nhu cầu cụ thể của các bạn là bán hàng hay tuyển dụng mà các bạn có thể tìm ra trang web phù hợp với nhu cầu của mình.